tại di sản quốc gia ruộng bậc thang Hoàng Su Phi. Sản ruộng bậc thang là nơi sinh sống của nhiều dân tộc khác nhau như người Nùng, Dao, La Chí, người Mông. Xã Bản Phùng là nơi sinh sống chủ yếu của người dân tộc La Chí. Tập quán canh tác ruộng bậc thang gần nhà của người La Chí là điểm độc đáo ở Hoàng Su Phi. Muốn biết vùng đất nơi bạn đến có bao nhiêu sắc thái văn hóa thì chợ phiên là nơi bạn sẽ thấy được.